Hello các bạn, mình là Huy và đây là thú vui nơi kinh cảnh của mình. Hôm nay mình rất vui khi bác kiến chúa Olontoponera transversa của mình đã có lứa thở đầu tiên. Bác kiến chúa này mình đã dưỡng khoảng gần 2 tháng. Lứa thở đầu tiên được gọi là Nanedic Quokkers. Đây là những bác kiến thở tương đối đặc biệt. Chúng có thể hình rất nhỏ so với các bác kiến thở ở các lứa sau. Nguyên nhân là ngay từ tối ban đầu, kiến chúa chỉ có một mình. Cô ấy phải vừa đảm nhận vai trò sinh sản, vừa phải thử kiếm ăn, chăm sóc trứng và ấu. Vì thế, các ấu trùng đầu tiên không được cung cấp đầy đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, nên các bác kiến thở Nanedic không có vẻ nhỏ con như suy dinh dưỡng. Tuổi thọ của chúng cũng ngắn hơn kiến thở lứa sau. Thế nhưng, các bác kiến thở Nanedic lại đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đàn kiến. Chúng sẽ giúp kiến chúa kiếm ăn, chăm sóc trứng và ấu trùng. Bác kiến thở này vừa trưởng thành và ra khỏi cái nên nó có màu khá nhạt. Cơ thể nó sẽ đậm và đen dần trong các mẻ tiếp theo. Olontoponera transversa là loại semi-glossto. Nhộng của chúng sẽ được bảo vệ bởi cái kích thước kiến chúa khoảng 12mm, kích thước kiến thở từ 10-12mm, nhiệt độ phù hợp là từ 21-30 độ, độ ấm 50-70%. Thức ăn yêu thích của transversa là côn trùng, sâu bọ, mật và đường. Trong thử nghiệm, transversa đào thổ rất sâu ở dưới đất nên việc tìm và bắt được kiến chúa rất khó khăn. Loài kiến này không thể lèo tèo trên mặt phẳng trơn các bạn nhé. Transversa khi nuôi ổn định thì sinh sản rất nhanh. Thời gian phát triển từ trứng thành quốc tơ khoảng 2 tháng, có thể nhanh hoặc chậm hơn tùy vào điều kiện môi trường. Ngoài bác kiến thở Nanedic, các bạn có thể thấy có 3 ấu trùng có kích thước khá lớn. Mình nghĩ chúng cũng chuẩn bị tạo cánh để phát triển thành nhộng. Hãy cùng mình theo dõi xem mất bao lâu nữa sẽ có bác kiến thở tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.